Từ đầu tháng 2 năm 2009, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc, một đám đông lên đến hàng trăm người chen chúc đứng trước cổng của một tòa án. Đây là nơi diễn ra phiên tòa lớn nhất tại tỉnh Hồ Bắc trong vòng 50 năm qua. Tuy nhiên, điều lớn nhất ở đây không những nói về quy mô người tham dự mà còn là tính chất nghiêm trọng của vụ án. Điều mà mọi người không dám nghĩ tới chính là số lượng các nạn nhân cũng như độ tuổi của họ. Sự việc chấn động này không những gây ra hoang mang cho cộng đồng dân cư địa phương mà còn làm xôn xao dư luận Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết hung thủ của vụ án chấn động này là ai, động cơ gây án là gì và cách mà lực lượng chức năng tiếp cận và xử lý vụ án như thế nào nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tiết Tiểu Hàn hay còn được biết là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc. Tiết Tiểu Hàn năm 2009 lại rơi vào ngày 5 tháng 1 dương lịch. Vào ngày này, thời tiết khắp nơi tại Trung Quốc trở nên u ám lạnh lẽo, đặc biệt là ở tỉnh Hồ Bắc thì nhiệt độ xuống thấp hơn và lạnh hơn so với các khu vực khác. Khoảng 8 giờ sáng ngày 5 tháng 1, bà Hiểu Vương, một người dân ở làng Cửu Khẩu Nhan, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Hồ Bắc, đang lui cui quét sân thì có một người đàn ông đi ngang qua và hỏi thăm thông tin về Hùng Trấn Lâm, ông chủ một trạm thu gom phế liệu trong làng. Thông qua hàng xóm của mình, Hiểu Vương có hiểu biết đôi chút về ông Lâm nên đã mời người đàn ông này vào nhà uống trà và cùng nói chuyện. Hiểu Vương kể, là một nhân vật có tiếng trong làng, ông ta không những kinh doanh giỏi mà còn khá tốt bụng, thường tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn trong làng có công ăn việc làm. Hùng Trấn Lâm thường hay qua lại nhà hàng xóm bà Vương tên Chu Đức Thanh. Mối quan hệ của hai người khá tốt. Mỗi lần ông Lâm tới nhà chơi là bà Thanh thường hay đãi tiệc và rủ Hiểu Vương qua tham dự cho vui. Sau khi nghe đến đây, người đàn ông tự dưng đứng dậy nói mình có việc gấp nên chào Hiểu Vương rồi rời đi một cách khó hiểu. Hiểu Vương khá hoang mang vì biểu hiện của người này nên chạy sang nhà Chu Đức Thanh để chia sẻ câu chuyện trên. Nhà Chu Đức Thanh cách nhà Hiểu Vương chỉ có 15 mét. Hai người bằng tuổi và khá ăn ý. Hầu như sáng nào Chu Đức Thanh cũng dẫn cháu trai qua nhà bà Vương chơi và cùng nhau uống trà. Nhưng hôm nay mọi chuyện có gì đó rất kỳ lạ. Đã gần 9 giờ nhưng cửa nhà bà Thanh vẫn chưa mở. Bên trong cũng im thin thít. Hiểu Vương lẩm bẩm trong miệng. Sao hôm nay bà Thanh ngủ nướng thế? Hiểu Vương tiến vào hè, thấy cửa khép hờ nên lớn tiếng gọi vào. Hiểu Vương la rất to, lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn không nghe được phản hồi. Cảm thấy khá bối rối, bà Vương quyết định kéo cửa ra và từ từ bước vào. Thời tiết lạnh, cửa sổ phòng khách nhà bà Thanh chốt kín, rèm cũng được kéo rất kỹ nên không gian bên trong tối om. Lúc này bà Vương bỗng dưng có cảm giác hơi lo sợ, rất khó tả. Bà Vương chậm chậm đi xuống nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi vòng lại hai căn phòng ngủ. Vừa đi, bà vừa lên tiếng gọi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn mọi khi. Cánh cửa phòng ngủ vừa được mở, bà Vương hốt hoảng hét lớn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bà đứng không vững nữa. Chu Đức Thanh đang nằm bất động trên sàn, trên người bê bết máu. Cả đứa cháu 2 tuổi của bà Thanh cũng nằm bất động. Bà Vương vội vã bước vào trong, lấy tay đặt lên mũi hai người. Tuy nhiên không cảm nhận thấy hơi thở, khuôn mặt cũng tím tái, tay chân lạnh ngắt. Hiểu Vương sau đó la lớn, tiếng la của bà đã thu hút hàng xóm xung quanh đến. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, người hàng xóm lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát thị trấn Lạc Dương. Sau khi nhận được tin báo, tổ điều tra thuộc chi nhánh Lạc Dương, quận Tăng Đô, thành phố Tô Châu đã lập tức lái xe tới nhà bà Chu Đức Thanh. Khi các cảnh sát đến nơi, nhà bà Thanh cũng bắt đầu đông người. Cảnh sát liền giãn cách đám đông và tiến hành lập rào chắn, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cảnh sát xác định có hai nạn nhân tử vong, đó là Chu Đức Thanh 44 tuổi và cháu trai Trương Trí Khương 2 tuổi. Bà Thanh tử vong trong tư thế nằm ngửa, khắp người đều có máu. Trên người bà Thanh bị nhiều vết thương hở trên đầu, mặt và ngực. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương và mất máu cấp. Bác sĩ pháp y đã kiểm tra và chỉ ra tổng cộng 10 vết thương trên người Chu Đức Thanh. Các vết thương có chiều dài khá đồng đều, không giống vết dao cứa cho lắm. Phân tích chiều dài cũng như độ sâu của vết thương, cảnh sát nhận định
Hung khí là một vật cùn, khả năng cao, nó là một chiếc rìu. Lưỡi rìu có hình cong nên có thể thấy được khi hung thủ tác động lưỡi rìu lên người nạn nhân, vết thương sâu nhất là ở giữa. Hai bên đầu do tiếp xúc ít với lưỡi rìu hơn nên chỉ rớm máu hoặc tạo ra vết thương nông. Cảnh sát suy đoán, chiếc rìu có độ dài lưỡi khoảng tầm từ 10 đến 12 cm, nạn nhân Chu Đức Thanh không có dấu hiệu bị xâm hại cơ thể. Nạn nhân còn lại, Trương Trí Khương, tử vong trên giường ngủ, đắp chăn từ chân đến nửa bụng. So với Chu Đức Thanh, Khương bị ít vết thương hơn, vết thương cũng nông hơn. Khương cũng bị tấn công bởi vật cùn, tuy nhiên chỉ ghi nhận hai vết thương, một ở đầu và một ở ngực. Hung khí gây ra vết thương của Thanh và Khương được xác định là một. Dựa vào sự khác biệt về độ sâu của vết thương, cảnh sát suy đoán mục đích chính của hung thủ là nhắm vào Chu Đức Thanh, hoặc một khả năng khác là do hung thủ nghĩ đứa bé quá nhỏ, không thể phản kháng nên đã ra tay nhẹ hơn. Thời gian tử vong của hai nạn nhân cũng khá gần nhau. Các bác sĩ pháp y xác định nó rơi vào khoảng 22 đến 23 giờ ngày 4 tháng 1. Tuy nhiên, vì thời điểm này, nhiệt độ ở Hồ Bắc xuống khá thấp, nên không loại trừ khả năng họ đã tử vong trước khoảng này. Căn phòng ngủ không có dấu hiệu bị lục lọi, cửa sổ vẫn còn nguyên. Nhà bà Thanh cũng còn một phòng ngủ khác nằm bên cạnh. Phòng ngủ này trống không, tuy nhiên cửa phòng mở toang, đặc biệt là cửa sổ phòng ngủ này có dấu hiệu bị phá hỏng. Song sắt cũng bị bẻ cong, lộ ra một khoảng trống 40 cm, cao 30 cm. Khoảng cách này được đánh giá là đủ để một người có vóc dáng nhỏ chui vào. Tới đây, đội điều tra đã dựng lại tình huống như sau. Hung thủ đã đột nhập từ cửa sổ căn phòng trống này, sau đó di chuyển sang phòng hai bà cháu và bắt đầu tấn công. Nạn nhân 2 tuổi Trương Trí Khương nằm bên ngoài, cạnh đó là chiếc gối. Rất có khả năng Chu Đức Thanh nằm ở vị trí đó. Khi hung thủ từ ngoài bước vào, hắn ta tấn công Trương Trí Khương trước. Bà Thanh nghe tiếng động bật dậy và nhảy ra khỏi giường, nhưng đã bị chặn lại và sát hại ngay trước cửa phòng. Cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay lạ tại hiện trường, cũng như hung khí gây án. Khả năng hung thủ đã đeo găng tay và mang hung khí đi sau khi gây án. Sau khi phân tích xong hiện trường bên trong căn nhà, đội điều tra đã mở rộng kiểm tra ngoài sân và khu vực xung quanh. Nhà của nạn nhân Chu Đức Thanh là căn nhà cấp 4, nằm ngay dưới chân núi. Trong phạm vi này chỉ có lác đác vài ngôi nhà. Nhà bà Hiểu Vương, người phát hiện án mạng ở cách đó không xa. Nhà Chu Đức Thanh có tường bao cao 1m2, tường bao trắng xi măng, bên trên là nền vôi màu trắng, trông còn khá mới. Bà Vương cho biết, thời gian gần đây Chu Đức Thanh vừa tu sửa căn nhà, tường bao nhìn khá cũ nên Thanh yêu cầu thợ nề quét lại cho mới. Khi kiểm tra đằng sau nhà, cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu giày in trên một góc tường bao. Qua đo đạc và phân tích, xác định dấu giày này là của cùng một người, cỡ giày 41. Tổng hợp chi tiết ở đế giày và khoảng rộng của cửa sổ trong phòng ngủ, đội điều tra suy đoán hung thủ có thể là một người nam nhỏ con. Đây được xác định là manh mối ban đầu về nghi phạm. Đội điều tra sau đó đã dựa vào những đặc điểm này và bắt đầu khoanh vùng những đối tượng tình nghi. Thông tin thu thập được từ hàng xóm, nạn nhân Chu Đức Thanh, năm nay 44 tuổi, chồng mất sớm vì bệnh ung thư. Bà Thanh có duy nhất một người con trai và con dâu đi làm ăn xa. Trong nhà chỉ có bà và đứa cháu nội, 2 tuổi, Trương Trí Khương. Chu Đức Thanh được đánh giá là một người phụ nữ hiền lành, có mối quan hệ hòa thuận với hàng xóm. Sau khi chồng mất, bà một mình lo con ăn học. Đến thời điểm hiện tại, hàng tháng con trai và con dâu gửi tiền về, bà chỉ có nhiệm vụ ở nhà trông cháu. Tuy vậy, bà Thanh là một người có lối sống khá cởi mở. Chu Đức Thanh quen với nhiều người đàn ông bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ dẫn về nhà chơi, làm đồ ăn tiếp đãi. Hiểu Vương, hàng xóm nhà bà Thanh cho biết, bà Thanh từng quen hai người đàn ông, một người tên Hùng Trấn Lâm, một người khác tên Đồng Khiết Bình, bằng tuổi. Hai người đều từng đến nhà bà Thanh chơi nhiều lần. Tuy nhiên, Lâm chỉ là tình cũ của bà Thanh, Bình mới là người hiện tại Chu Đức Thanh quen. Hiểu Vương mô tả, Hùng Trấn Lâm là một người hiền lành và tài giỏi, còn Bình khá thô lỗ, nóng tính và hay nổi giận vô cớ. Hiểu Vương thường chứng kiến cảnh Bình nổi giận với Thanh, thậm chí có lần ông ta đã tát vào má Thanh. Cảm nhận Bình là người không tốt nên Hiểu Vương đã nhiều lần khuyên can Chu Đức Thanh chia tay với người này, nhưng Thanh mãi không chịu nghe. Cách đây một tuần, Hiểu Vương thấy Đồng Khiết Bình qua nhà chở Chu Đức Thanh và cháu trai đi chơi.
Khi đi, hai người rất vui vẻ, nhưng vừa về đã cãi nhau ra giả. Tối đó, Hiểu Vương có sang trò chuyện thì biết được Bình đang hỏi mượn Thanh một số tiền lớn để đầu tư trang trại. Chu Đức Thanh vốn không có công việc làm, sống nhờ vào chu cấp của con trai nên đã từ chối. Chính vì lý do này, hai bên đã xảy ra xung đột. Bà Vương cũng từng nhiều lần nghe được lời hăm dọa của Đồng Khiết Bình. Ông ta nói rằng nếu như Chu Đức Thanh không đáp ứng yêu cầu của mình thì sẽ không buông tha cho bà. Đội điều tra ngay lập tức tìm đến nhà Đồng Khiết Bình để tra hỏi. Đồng Khiết Bình khai, đến thời điểm hiện tại, Bình vẫn không hề biết sự ra đi của Chu Đức Thanh và cháu trai. Tuy nhiên, điều trùng hợp là Đồng Khiết Bình cũng đi giày cỡ 41. Đồng thời có vóc dáng thấp bé nên các cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Hơn nữa, Bình không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên đã bị đưa về đồn để tiếp tục lấy lời khai, phục vụ cho quá trình điều tra. Trong lúc cảnh sát đang lấy lời khai của Đồng Khiết Bình thì Hiểu Vương, hàng xóm Chu Đức Thanh nhớ đến chi tiết. Sáng hôm nay, có một người đàn ông lạ mặt hỏi thăm cô về Hùng Trấn Lâm, chủ trạm phế liệu trong làng. Người này không những hỏi thăm ông Lâm mà còn muốn tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của ông ta. Tuy nhiên, sau khi nghe Hiểu Vương đề cập đến vấn đề giữa Chu Đức Thanh và Hùng Trấn Lâm thì người này lại đứng dậy bỏ đi. Biểu hiện này khiến cho Hiểu Vương vô cùng hoang mang. Cảnh sát hỏi Hiểu Vương về thông tin của người đàn ông này. Tuy nhiên, cô chỉ biết người đàn ông này họ Châu, cao khoảng 1m6. Còn lại, ông ta không giới thiệu mình bao nhiêu tuổi, đến từ đâu. Vì thông tin về người đàn ông họ Châu còn khá mập mờ nên cảnh sát không thể tìm ra được người này. Dù vậy, chỉ một giờ sau, Hiểu Vương lại gọi điện đến cho cảnh sát và báo rằng mình vừa thấy ông Châu đi ngang qua nhà. Đội điều tra ngay lập tức trở lại khu vực trên và cuối cùng cũng phát hiện ông Châu đang lảng vảng tại trạm thu mua phế liệu cách đó không xa. Qua hỏi thăm, cảnh sát biết được người đàn ông họ Châu tên đầy đủ là Châu Kính, 55 tuổi, nhà ở làng bên. Châu Kính trình bày với các cảnh sát rằng mình đang tìm kiếm con trai tên Vương Vạn Tiến. Tiến sinh ra không được bình thường như những người khác, anh ta câm và điếc nên không có nhiều bạn bè, cũng không kết hôn. Mặc dù vậy, sức khỏe của Tiến cũng khá ổn định, Tiến có thể làm những công việc chân tay cơ bản. Biết làng bên có tuyển nhân viên phân loại phế liệu nên Tiến xin gia đình sang đó làm việc. Ban đầu, Châu Kính khá ngần ngại, nhưng khi biết ông chủ Hùng Trấn Lâm là một người hiền lành, đối đãi với nhân viên khá tốt, nên cuối cùng Châu Kính đã cho phép con trai sang làm. Công việc của Tiến rất suôn sẻ, hàng tháng còn được ông chủ thưởng thêm vì là một người khiếm khuyết. Hàng ngày, Tiến đạp xe từ nhà đến trạm thu mua phế liệu mất 10 phút. Giờ tan ca là 5 giờ chiều, Tiến không bao giờ la cà dọc đường vì luôn được bố cảnh báo về những rủi ro bên ngoài. Ngày hôm qua, Tiến đi làm như bình thường, đến tối muộn vẫn không thấy về, làm cả gia đình rất lo lắng. Mặc dù có đến nơi làm việc của Tiến để tìm kiếm nhưng không hề thấy ai ở đó. Kho phế liệu cũng tối thui. Lúc này trời đã khá muộn, không còn cách nào khác, Châu Kính đạp xe về nhà chờ trời sáng rồi lại sang thăm dò tin tức. Hôm nay trời mới tờ mờ sáng, ông Kính đã có mặt tại trạm thu phế liệu nhưng kết quả vẫn không thấy ai. Ông bèn đi dạo và hỏi thăm xung quanh. Lúc này ông thấy Hiểu Vương đang quét sân nên bắt chuyện. Trong khi vẫn còn đang chất vấn ông Kính thì điện thoại bên người của cảnh sát lại reo lên. Liên tiếp 3 trình báo mất tích khác khiến cho đội điều tra vô cùng bối rối. 3 trường hợp này bao gồm 2 người đàn ông, 1 bà lão. Có một điều trùng hợp là tất cả bọn họ đêm hôm qua đều đến trạm thu gom phế liệu nơi con trai ông Tiến đang làm việc. Quá trình tìm hiểu, cảnh sát biết được chủ nhân của trạm phế liệu này là Hùng Trấn Lâm. Khi nghe cái tên Hùng Trấn Lâm, đội điều tra giật mình. Các bạn có nhận ra cái tên này không? Đây chính là nhân tình cũ của nạn nhân Chu Đức Thanh. Ngay lúc này, cảnh sát sâu chuỗi các thông tin lại với nhau. Chỉ trong một buổi sáng, đã ghi nhận một vụ án mạng tại nhà riêng. Tiếp đến là những trình báo mất tích kỳ lạ. Điều quan trọng là những người này, tất cả đều có liên quan đến cái tên Hùng Trấn Lâm. Một viên cảnh sát lên tiếng. Có vẻ như dù Hùng Trấn Lâm có phải là kẻ sát nhân hay không, hay là có liên quan đến sự mất tích của nhiều người hay không, thì chúng ta cũng cần phải triệu tập anh ta. Đội điều tra sau đó đã tiến hành vào trong nhà Hùng Trấn Lâm để tìm hiểu sự việc. Nhưng cửa nhà lúc này đã khóa trái, kho phế liệu cũng được rào kỹ, bên trong không thấy bóng dáng một ai cả.
Lúc này trời đã tối, cảnh sát không có đủ căn cứ để trực tiếp khám xét nhà của Hùng Trấn Lâm nên đành phải đợi đến ngày hôm sau mới tiếp tục. Ngày hôm sau, cảnh sát lại đến trạm thu mua phế liệu. Mọi thứ ở đây trông vẫn không khác gì hôm qua. Xem ra, cả đêm hôm qua, Hùng Trấn Lâm không trở về nhà. Nhưng sau khi hỏi thăm xung quanh, cảnh sát biết được sáng sớm hôm qua, tức là ngày 5 tháng 1, Hùng Trấn Lâm đã mượn xe máy của một người bạn với lý do rằng anh ta muốn về nhà thăm mẹ đang ốm nặng. Sau khi nghe lời kể của người bạn, cảnh sát nhận thấy Hùng Trấn Lâm rõ ràng có vấn đề. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với mẹ của Hùng Trấn Lâm và quả nhiên đêm qua Lâm không hề đến nhà mẹ như đã nói với bạn trước đó. Cảnh sát nghi ngờ Lâm có hành vi mờ ám nên mượn xe bỏ trốn. Lúc này, đội điều tra đã tiến hành kiểm tra xung quanh nhà Hùng Trấn Lâm. Khu vực trước sân không phát hiện gì khác thường. Tuy nhiên, một tấm vải dày ở trong chuồng lợn bỏ không đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Đội điều tra ngay lập tức có cảm giác không ổn nên liền dùng tay dỡ mảnh vải ra. Bên trong tấm vải, cảnh sát thấy có hai thanh niên không cử động, người cứng đơ. Các cảnh sát xác nhận hai người này đều đã tử vong. Đội điều tra đã ngay lập tức liên lạc với Châu Kính, bố của Vương Vạn Tiến, để xác minh một trong hai nạn nhân có phải là con của ông không. Khi ông Kính đến nơi thì xác nhận đó chính là con trai mình. Ngoài ra Châu Kính cũng báo cáo rằng mình có quen biết nạn nhân còn lại. Nạn nhân còn lại tên Long Gia Phúc, đồng nghiệp của Vương Vạn Tiến. Vương Vạn Tiến đã từng dẫn Gia Long Phúc về nhà chơi nên vừa nhìn ông Kính có thể nhận ra được ngay. Ông Kính khẳng định Long Gia Phúc cũng bị câm điếc giống như con trai mình. Trong quá trình làm việc, ông chủ Hùng Trấn Lâm rất ưu ái. Trong lúc đang đánh giá hiện trường thì một nhóm cảnh sát khác phát hiện thêm 4 thi thể khác, bao gồm 3 nữ 1 nam nằm chồng lên nhau tại bếp củi gần chuồng lợn. Bên phía ngoài hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối hay đồ vật đáng nghi nào. Việc phát hiện đến 6 thi thể trong nhà Hùng Trấn Lâm khiến các cảnh sát cảm thấy khá rùng mình. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, đội ngũ bác sĩ pháp y được cử đến và tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tất cả các nạn nhân bị vật cùn tác động vào đầu và vật sắc nhọn tấn công vào ngực. Căn cứ vào dấu vết và tình hình tại hiện trường, đội điều tra suy luận hai nạn nhân câm điếc bị sát hại ngay tại chuồng lợn. Còn nhóm 4 nạn nhân đã bị sát hại trong một căn phòng nhỏ, ngay tại trạm thu gom phế liệu. Trên sàn và tường của căn phòng này có rất nhiều vết máu, thậm chí còn có vết kéo lê từ căn phòng cho đến khu bếp củi nơi đặt thi thể 4 nạn nhân. Công tác nhận dạng danh tính của các nạn nhân đã ngay lập tức được tiến hành. Danh sách 6 nạn nhân được nêu ra như sau. Vương Vạn Tiến, nam, 24 tuổi. Long Gia Phúc, nam, 27 tuổi. Tiến và Phúc đều bị câm điếc. Đinh Vĩnh Lan, nữ, 63 tuổi. Trương Gia Quốc, nam, 54 tuổi. Hứa Hải Lan, nữ, 56 tuổi. Quảng Tú, nữ, 69 tuổi. Ngoại trừ Quảng Tú là hàng xóm, 5 người còn lại đều là nhân viên của trạm thu gom phế liệu. Đội điều tra sau đó đã xác nhập vụ án 2 thi thể ở nhà bà Chu Đức Thanh và vụ án 6 thi thể ở trạm thu gom phế liệu vì nghi ngờ hung thủ là một. Nhưng vụ án này được thực hiện bởi một người hay một nhóm người thì vẫn chưa rõ ràng. Bởi vì trong số 8 nạn nhân, có 2 nạn nhân tử vong do bị rìu tấn công, 6 người còn lại vừa bị hung thủ dùng rìu, vừa dùng vật sắc nhọn tác động vào ngực, bụng. 3 người trong số họ bị vỡ hộp sọ, 1 người bị 28 vết thương vào ngực và tim, phổi bị vỡ. Kết quả giám định pháp y cho thấy thời điểm 8 người này tử vong cách nhau không quá 24 giờ. Lúc này, cảnh sát xác định nghi phạm lớn nhất của vụ thảm án không ai khác ngoài ông chủ trạm thu mua phế liệu Hùng Trấn Lâm. Tin tức về vụ thảm sát 8 người ở thị trấn Lạc Dương, thành phố Tô Châu nhanh chóng được lan truyền. Vụ án không những gây chấn động Tô Châu mà còn gây rúng động khắp Trung Quốc. Những người đứng đầu đã trực tiếp ra mặt chỉ đạo điều tra với mục đích giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, trấn an trật tự trị an. Cùng ngày, cảnh sát thành phố Tô Châu đã thành lập đội đặc nhiệm ngày đêm truy bắt nghi phạm. Nghi phạm hình sự Hùng Trấn Lâm, biệt danh là Hùng Sĩ, 35 tuổi, quê ở thị trấn Lạc Dương, thành phố Tô Châu, đã nhiều năm kinh doanh thu mua phế liệu tại địa phương. Hùng Trấn Lâm cao 1m72, tóc ngắn, da ngăm đen, thân hình gầy gò và có vết bỏng lớn trên lưng.
ngày 6 tháng 1, Cục Cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã hạng A số 3 năm 2009 để thông báo cho cả nước biết và yêu cầu cảnh sát mọi miền hợp tác. Nếu như thấy Hùng Trấn Lâm ở đâu thì tiến hành bắt giữ. Phần thưởng trị giá 50.000 nhân dân tệ sẽ được trao cho cá nhân đơn vị nào phát hiện và tố cáo nghi phạm. Sau khi lệnh truy nã được ban hành, một người dân của thành phố Tô Châu đã báo cáo rằng mình thấy Hùng Trấn Lâm vào sáng ngày 5 tháng 1. Đáng tiếc, cảnh sát nhận được tin báo đã là 9 giờ 50 phút sáng ngày 6 nên manh mối này dường như không hữu ích. Vì có thể nghi phạm đã bỏ trốn đi nơi khác, cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc xe máy mà Lâm mượn của bạn đang dựng ở gần một khách sạn giữa bến xe buýt Tô Châu và ga xe lửa. Căn cứ vào chi tiết này, cảnh sát suy đoán Lâm đã để xe máy lại và bỏ trốn khỏi Tô Châu. Phạm vi tìm kiếm lúc này bắt đầu mở rộng hơn. Đội đặc nhiệm đã mở rộng, rà soát ở 8 tỉnh, thành phố bao gồm Hải Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Hà Nam. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20.000 lệnh truy nã được dán ở trên khắp đường phố, khu vực nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng thương mại, nhà ga, bến tàu. Nhưng cho đến hiện tại, có một điều mình vẫn không tài nào đoán ra được, đó là nếu như Hùng Trấn Lâm thật sự là hung thủ, vậy thì động cơ gây án của hắn là gì? Vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 5, cảnh sát nhận được trình báo từ một người phụ nữ rằng cô ta thấy một người rất giống với nghi phạm Hùng Trấn Lâm đến cửa tiệm của mình mua đồ ăn sáng. Đội điều tra đã huy động 40 cảnh sát đến cửa tiệm. Tuy nhiên, do cảm thấy tình hình không ổn, nên nghi phạm đã chạy trốn trước khi cảnh sát đến. Vào lúc 11 giờ 18 phút cùng ngày, sau khi khám xét một trạm thu gom phế liệu ở ngoài trời, cạnh đại lộ phát triển số 156, thành phố Vũ Hán, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đang ngồi xổm trên hộp giấy thải. Người đàn ông này đội mũ lưỡi chai, có vành thấp và một chiếc áo khoác có ve áo màu đen. Những đặc điểm này khá trùng khớp với mô tả của chủ tiệm lúc sáng. Không chần chừ, đội điều tra đã ập tới bắt đối tượng và xác định anh ta chính là nghi phạm Hùng Trấn Lâm đang bị truy nã toàn quốc. Sau khi được đưa về đồn, đối diện với những lời chất vấn của cảnh sát, Hùng Trấn Lâm không tỏ thái độ lẩn tránh mà cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Hùng Trấn Lâm khai hắn sinh năm 1974 ở thị trấn Lạc Dương, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc. Mẹ hắn ta là giáo viên, còn bố là thợ rèn. Vì là con trai duy nhất của nhà họ Hùng, Hùng Trấn Lâm được chiều chuộng quá mức dẫn đến sinh hư, tính cách ngang ngược. Thời gian đó, bố mẹ Lâm xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết được nên đã ly hôn. Hùng Trấn Lâm ở tuổi 18, không có bằng cấp, lại thêm những hành vi bạo lực bạn cùng lớp trong quá khứ, nên không được ai nhận làm. Hai bố con hắn ta sau đó mở một cửa hàng nhỏ ở phía sau bến xe để thu mua phế liệu. Đến năm 1995, bố Hùng Trấn Lâm qua đời vì bệnh lao. Để bớt cô đơn, Lâm quyết định tìm vợ thông qua mai mối. Hắn ta được giới thiệu cho Lưu Quý Hoa, cũng ở thị trấn Lạc Dương. Sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi, hai người họ kết hôn vào mùa xuân năm 1996. Vì đã có gia đình nên Hùng Trấn Lâm càng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Cuối cùng, Lâm phải tạm đóng cửa trạm thu gom phế liệu đi nơi khác tìm việc với hy vọng sẽ đổi đời. Hai vợ chồng lăn lộn ở nhiều nơi với nhiều nghề khác nhau trong vòng 3 năm nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Cả hai sau đó quyết định trở về quê nhà ở thị trấn Lạc Dương vào năm 1999. Tại đây, Hùng Trấn Lâm và vợ mở lại trạm thu mua phế liệu. Cuối năm 2003, Hùng Trấn Lâm phát đạt nhờ thu mua nguyên vật liệu người dân ăn trộm từ công trình đường cao tốc tại thị trấn rồi bán ăn chênh lệch. Công việc khá thuận lợi. Đến năm 2005, Hùng Trấn Lâm trở nên nổi tiếng và được gọi là vua phế liệu trong vùng. Hắn ta đã chi 20.000 nhân dân tệ mua một khu đất rộng vài mẫu bên cạnh trạm phế liệu để xây nhà 2 tầng, đồng thời mua một căn nhà trong thị trấn. Sự giàu có của Hùng Trấn Lâm khiến mọi người gần đó ai cũng ngưỡng mộ. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng vợ chồng Lâm thật ra không hạnh phúc như người ngoài nghĩ. Từ năm 2000, sau khi Lưu Quý Hoa được chuẩn đoán vô sinh, Lâm đánh đập vợ như cơm bữa. Sau đó Lưu Quý Hoa nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi trước cửa trạm phế liệu. Đứa con này cũng giúp gắn kết hai vợ chồng lại với nhau hơn.
Tuy nhiên trong thâm tâm, Hùng Trấn Lâm chỉ muốn có con trai để nối dõi tông đường. Không còn cách nào khác, hắn ta chọn cách ngoại tình, tìm người sinh con cho mình. Năm 2007, Hùng Trấn Lâm gian díu với Chu Đức Thanh, góa phụ sống cùng thôn. Người này chính là khách hàng thường đến nhà Hùng Trấn Lâm bán phế liệu. Chu Đức Thanh hơn Lâm tận 9 tuổi, đã có cháu nội hơn 2 tuổi. Nhưng vì biết cách ăn mặc và gìn giữ nhan sắc nên trông chỉ ngang tuổi Lưu Quý Hoa. Việc Hùng Trấn Lâm thường xuyên qua đêm tại nhà người tình Chu Đức Thanh bị cả thôn biết. Chỉ Lưu Quý Hoa mãi đến tháng 4 năm 2008 mới hay chồng ngoại tình. Hoa tủi thân vì hy sinh hết mình vì gia đình, nhưng chồng chỉ vì 4 chữ nối dõi tông đường mà phụ bạc mình, thậm chí là quen người lớn tuổi hơn mình khá nhiều. Không thể nào chấp nhận được nữa, Lưu Quý Hoa lập tức đệ đơn ly hôn. Nhưng sau khi tòa án đứng ra hòa giải, đồng thời nghĩ cho con gái nuôi, Lưu Quý Hoa đã rút đơn. Sau vụ ầm ĩ, Hùng Trấn Lâm lén bán căn nhà ở thị trấn. Biết chuyện, Lưu Quý Hoa đi tìm người mua, lấy lại nhà, với lý do đây là tài sản chung của hai vợ chồng, nên hợp đồng mua bán này vô hiệu. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa Lâm và Hoa không ngừng gia tăng. Hoa tức giận trước hành động cạn tình của chồng nên nhờ cháu họ dạy cho Lâm một bài học. Hôm đó, Hùng Trấn Lâm bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra. Sau khi hồi phục, hắn ta tuyên bố sẽ trả thù vợ. Tháng 9 năm 2008, Hùng Trấn Lâm và Lưu Quý Hoa chính thức ly hôn. Lần này là do Hùng Trấn Lâm chủ động đề nghị. Phân chia tài sản chung theo luật, Hoa nhận được căn nhà trên thị trấn có trị giá 160.000 tệ. Lâm phải đưa thêm 35.000 tệ phí sinh hoạt cho con gái nuôi, nhưng hắn ta luôn lấy lý do không có tiền để trì hoãn. Sau khi ly hôn, để kiếm sống, Hoa cũng mở một trạm thu gom phế liệu ở căn nhà mới cách chỗ chồng cũ không xa. Đôi bên từ đây trở thành đối thủ cạnh tranh. Hùng Trấn Lâm luôn nghĩ rằng vợ cũ cố tình khiêu khích, cướp mối làm ăn của mình. Hùng Trấn Lâm buông lời đe dọa, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trong tay tôi. Lưu Quý Hoa biết chồng cũ là người dễ nóng giận, mất kiểm soát, lòng dạ nhỏ nhen, lại hay ghi thù. Cô lo lắng nên đến đồn cảnh sát để trình báo. Nhưng vì Hùng Trấn Lâm chưa có hành động nào cụ thể, cảnh sát chỉ nhắc nhở, răn đe. Sau khi chia tay Lưu Quý Hoa, Hùng Trấn Lâm tưởng rằng có thể lấy Chu Đức Thanh, nhưng hắn ta không ngờ lại bị Thanh thẳng thừng từ chối. Chu Đức Thanh giải thích rằng sợ bị đàm tiếu nếu sinh con cho Lâm ở tuổi 44. Hơn nữa, con trai và con dâu Thanh cũng phản đối mối quan hệ ngoài luồng này. Đến năm 2008, việc kinh doanh của Hùng Trấn Lâm ngày càng sa sút. Hắn ta phải vay chỗ người tình Chu Đức Thanh 28.000 tệ và lấy 6.000 tệ từ chỗ mẹ đẻ để bù lỗ. Hùng Trấn Lâm từng nghĩ đến việc hàn gắn với vợ cũ Lưu Quý Hoa để lấy lại tài sản, nhưng không được chấp nhận. Cả sự nghiệp và tình duyên đều thất bại, Hùng Trấn Lâm trở nên chán nản, cáu kỉnh. Ngày nào hắn ta cũng trút giận lên các nhân viên, đánh chửi, đổ cho họ tội lấy trộm đồ đem bán. Trạm phế liệu của Hùng Trấn Lâm có 5 người làm thuê. Hai người trong đó bị khiếm khuyết, từng được Lâm nhận làm với mức lương 200 nhân dân tệ mỗi tháng. Bí bách trong người lâu ngày không được giải quyết, Hùng Trấn Lâm có suy nghĩ vô cùng táo bạo. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2009, lấy cớ ăn mừng năm mới, Hùng Trấn Lâm mời hai nhân viên bị khiếm khuyết đến nhà uống rượu. Sau khi chuốc say họ, Hùng Trấn Lâm lừa từng người ra chuồng lợn phía sau, dùng rìu sát hại rồi che đậy thi thể. Trưa đó, Hùng Trấn Lâm lại giả vờ nhờ giúp chuyển đồ, lừa người phụ nữ hàng xóm cùng ba nhân viên còn lại vào căn phòng nhỏ trong trạm phế liệu rồi sát hại. Thi thể những người này bị kéo lê sang khu vực bếp củi. Sau khi sát hại xong 6 người, Hùng Trấn Lâm đến gõ cửa nhà vợ cũ Lưu Quý Hoa. Nhưng khi nghe giọng nói của hắn ta, người giúp việc cảnh giác, kiên quyết không mở cửa. Sở dĩ gia đình Hoa cảnh giác Lâm vì trước đó ít hôm, Hùng Trấn Lâm từng hai lần tìm đến Hoa uy hiếp đòi sát hại cô và những người xung quanh. Vì sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút hàng xóm láng giềng, Lâm không gây chuyện mà bỏ đi. Cảm thấy sát hại bấy nhiêu đó là chưa đủ, hắn ta chuyển hướng đến nhà người tình Chu Đức Thanh. Lợi dụng đêm khuya thanh vắng, Hùng Trấn Lâm trèo lên tường bao, leo vào nhà, phá cửa sổ rồi dùng rìu sát hại Thanh và cháu trai 2 tuổi, Trương Chí Khương. Gây án với Thanh và Khương xong, hắn ta đi ra bằng cửa chính. Sáng sớm hôm sau, Hùng Trấn Lâm sang nhà bạn mượn xe máy, nói sẽ về thăm mẹ,
nhưng thật ra là bỏ trốn. Sau đó, hắn ta gọi điện thoại cho mẹ lần cuối. Hắn ta nói rằng, sau này mẹ đừng gọi cho con nữa, giờ con phải đi rồi. Ở nhà còn mấy món đồ có giá trị, mẹ thu xếp thời gian mà qua lấy. Hắn ta rời khỏi Tô Châu đến thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam. Sau khi cảnh sát phát hiện 8 thi thể, xác định Hùng Trấn Lâm là nghi phạm và phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Hùng Trấn Lâm vốn không định trở về quê hương, nhưng chỉ vài ngày sau, hắn ta không kìm nén được cơn giận nên tìm cách quay về để kết liễu vợ cũ và một số đối tác từng làm ăn chiếm lợi của hắn ta. Chưa kịp đặt chân đến địa bàn thị trấn Lạc Dương, Hùng Trấn Lâm đã bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, Hùng Trấn Lâm thú nhận đã lên kế hoạch sát hại từ trước. Các nạn nhân đều từng có hiềm khích với Lâm hoặc bị cho là chiếm lợi của hắn ta. Sau khi bỏ trốn, Hùng Trấn Lâm sẵn sàng chấp nhận rủi ro để quay về thực hiện ý định trả thù. Tuy nhiên, chưa kịp về lại quê hương thì đã bị bắt. Khi bị cảnh sát bắt, Hùng Trấn Lâm không hề tỏ ra hoảng sợ hay chống cự. Hắn ta chỉ lạnh lùng nói, cuối cùng có thể ngủ ngon rồi. Để được giảm nhẹ hình phạt, Hùng Trấn Lâm khai bị trầm cảm, yêu cầu giám định tâm thần. Tuy nhiên, do mức độ nghiêm trọng của tội ác và những kế hoạch tỉ mỉ, suy nghĩ logic của Hùng Trấn Lâm trong quá trình thẩm vấn và xét xử, tòa bác bỏ yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa trung thẩm tháng 2 năm 2009, khi được hỏi vì sao lại sát hại hai nhân viên khiếm khuyết, Hùng Trấn Lâm khai, sau khi uống rượu, hắn ta bốc đồng, cảm thấy họ vô dụng, tốt nhất là không nên tồn tại trên đời. Khi nói về nguyên nhân ra tay với đứa bé trai 2 tuổi, Hùng Trấn Lâm khóc nói, tôi rất muốn có con trai nối dõi, nhưng mãi không được. Nhìn người khác có con trai tôi ghen tức, không thể nào chịu được. Khi đứa bé mất đi, bố mẹ nó sẽ gặp bất hạnh, miễn là họ đau khổ giống như tôi. Hùng Trấn Lâm còn khẳng định mình có bản tính hiền lành, trước giờ không ghét bỏ ai cả. Chỉ là hắn ta bị suy sụp tinh thần và mất niềm tin vào cuộc sống. Hôn nhân thất bại, công việc kinh doanh cũng thất bại nên khiến hắn ta chán nản, mất kiểm soát hành vi và làm chuyện sai quấy. Khi phiên tòa kết thúc, tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay reo hò, duy chỉ có mẹ của Hùng Trấn Lâm là gục xuống đau buồn. Tên sát nhân quay lại nhìn mẹ, sau đó cúi đầu bị áp giải đi. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy nước mắt của hắn ta chảy xuống. Nhưng tất cả đều không quan tâm, chỉ cảm thấy phấn khích vì tên đồ tể cuối cùng cũng phải trả giá. Hùng Trấn Lâm bị đưa ra pháp trường xử bắn ngày 16 tháng 4 năm 2009 vì tội cố ý giết người. Hùng Trấn Lâm, kẻ đã sát hại 8 người chỉ trong một thời gian ngắn, hắn ta thậm chí nói rằng sẽ sát hại thêm 9 người nữa. Tất cả mọi người đều tin rằng gã đồ tể này không hề nói dối. Rất may mắn là lực lượng chức năng đã giăng lưới và nhanh chóng bắt được tên sát nhân này. Chấm dứt kế hoạch điên rồ và cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của hắn ta. Trong vụ án này, ngoại trừ việc cần phải tiết chế cảm xúc của bản thân khi gặp phải biến cố trong cuộc sống thì còn có một vấn đề đáng quan tâm, đó là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mặc dù tư tưởng này đã được hạn chế, nhưng nó vẫn còn tồn đọng trong xã hội hiện đại. Kết quả là dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Vụ án trên chính là một trường hợp như thế. Các bạn cảm thấy hung thủ của vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.